Tôi dựa vào lỗi game của bút DH tập 2 trong sinh đại hoàng gia. Những thứ này chính là manh mối ư? Một viên bi, đây chính là manh mối. Sau khi bóp vụn viên bi thì có thể nhận được manh mối. Chỉ mình mới nhìn thấy. Mỗi người chỉ có thể nhận được một manh mối trong ba manh mối được nêu. Có một manh mối mới là sai. Mời ba người chơi trao đổi thông tin, tìm ra phương pháp để vượt ải. Nếu đã như vậy thì chúng ta cứ bóp vụn viên bi này ra, lấy thông tin, sau đó thì tập hợp lại đi. Chiến thắng cần trả giá bằng sự hy sinh. Manh mối của tôi nhận được là chiến thắng cần trả giá bằng sự hy sinh. Thông tin tôi nhận được là phải có một con mắt nhìn thẳng vào vấn đề. Ông anh, thì manh mối anh nhận được là gì thế? Hả? À, của tôi là sau khi một đồng đội tử vong thì cánh cửa phòng mới có thể mở ra. Sau khi một đồng đội tử vong mà cánh cửa phòng mới chịu mở ra. Nhưng mà sở nghĩ đã chết rồi mà cửa phòng không hề mở ra, xem ra xem chừng manh mối này chắc là giả rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Manh mối của tôi đúng là rất khó hiểu, chắc là giả rồi. Chiến thắng bằng sự trả giá bằng sự hy sinh. Phải có một con mắt nhìn thẳng vào vấn đề. Hai manh mối này rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây? Con mắt có lẽ là tượng trưng cho một đạo cụ quan trọng gì đó, ví dụ như là nhân vật phẩm. Có hình con mắt và bắt đầu từ phương diện này trở đi. Là phải tìm đồ à? Ôi, một tiết của trò chơi này cũng cụ quá rồi đi. Bên trong đống tài liệu này cũng có thể ẩn dấu manh mối, không để chủ quan. Chẳng lẽ con mắt là chỉ con mắt thôi sao? Xin lỗi, tôi chỉ muốn thắng mà thôi. Cho nên, chịu chết đi. Dạ. Các người, tại sao? Xem ra quả nhiên vừa rồi anh đã lừa bọn tôi nhỉ? Tôi còn tưởng chỉ có một mình tôi nhìn ra, không ngờ cô cũng không vừa đâu hả? Giờ thì nói cho tôi biết manh mối anh nhận được rốt cuộc là cái gì đi. Các cậu thì hiểu cái gì? Nhưng như cậu không ngăn cản tôi, vừa nãy chúng ta đã thắng rồi. Giết chết một đồng đội, cửa phòng xem mở ra. Thì ra là vậy à. Cho nên anh muốn nhân cơ hội đánh lén chú Nhạn vẫn nhìn có vẻ yếu đuối để giành chiến thắng hay sao? Anh nói yếu đuối? À, nói đùa em à. Cho nên tại sao anh lại khẳng định manh mối của anh không phải là sai mà sai một cách chắc chắn như thế? Chẳng phải còn một manh mối nữa, chiến thắng cần phải trả giá bằng sự hy sinh sao? Nếu như nói vậy thì tức là đồng nhất với manh mối của tôi rồi. Đứng từ góc độ lý trí, phân tích của anh rất có lý, mà ngay cả tôi cũng hơi tin rồi đấy. Nhưng mà tôi tuyệt đối không thể tha thứ kẻ làm tổn thương đồng đội. Anh xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Kế phòng bội ắt phải chết. Cái tay phơ cập phất này lại có thể đổ lộ ra anh mất lên lùng như vậy cơ. Xem ra anh từng bị phản bội rồi. Không sai, tôi bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Cho nên tất cả những kẻ phản bội tôi đều bắt chúng phải trả giá. Cô không mở ra quả nhiên giết chết đồng đội rồi cô sẽ mở là manh mối giả. Hai manh mối còn lại rốt cuộc là có ý gì đây? Đây là gì? Gì nhờ? Khố vân tay à? À không, là thiết bị nhận diện móng mắt. À thế để tôi sẽ xem nha. Nhận diện thất bại. Nè, trong căn phòng này chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi. Chẳng lẽ phải là móng mắt của cô mới mở khóa được ư? Phải có một con mắt nhìn thẳng vào vấn đề. Con mắt nhìn thẳng vào vấn đề. Tôi hiểu rồi. Nếu như thiết bị nhận diện móng mắt này chính là vấn đề, vậy thì con mắt nhìn thẳng vào vấn đề
chính là thứ kia. Ai đây đã, đừng có lấy ra vội. Ừ, cái gì? Chết rồi, khi hở lớn thế này hoàn toàn không thể nào đi qua được. Cái gọi là hy sinh chẳng lẽ là chỉ cho người chơi hy sinh lấy con mắt? Thì đó là như vậy là giờ tôi đã quá sơ suất rồi. Nè, nhận lấy. Tại sao phải làm như vậy? Anh có tôi một mạng, tôi trả anh một mạng. Sao nhà sắp sập xuống rồi, anh mau đi tới tầng tiếp theo đi. Tôi hiểu rồi. Nhận diện thành công. Chẳng thể ngờ rằng mình lại hy sinh bản thân vì một kẻ không hề quen biết. Cái gì? Đáp đớt thành công. Xem ra hắn là tầng này muốn tách chúng ta ra hành động. Vớt ái xong thì chúng ta lại gặp lại à? Tôi vất vả lắm mới cứu được cô. Cô đừng có mà thất bại ở ái này đi. Cái này là tôi trả lại nghìn tèm nghìn má cho anh ấy. Không biết nội dung của ái này là cái gì vậy nhờ? Chị chết đi. Hả? Phạm Chí Hồng, không phải mày đã giúp cô chuyện này là thế nào đây? Anh Vàng à, đừng có ngọn ra đời nữa. Đây là cô ái cuối cùng rồi. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng nhé. Chẳng lẽ cái gọi là sống lại chỉ là một ảo giác thôi? Chỗ này mới chính là chiến trường cuối cùng. Cậu em à, Vàng tích điểm từ con quái thú này của anh rồi đây nhé. Giữa ánh mắt, giữa mặt đất của các anh kìa, trên trời thì không khách sáo đâu đi nhé. Chết rồi, là thú triều. Cả đám chỉ biết giành giật sự mất lại. Đúng là một đám đồng đội không đáng tin cậy mà. Sống thân cũng trào. Mọi người đã trở nên mạnh hơn rồi. Nè, cậu em Vàng à, cậu nghe đó làm cái gì? Cái tên này không phải vì sắp trở thành quán quân nên đã vui đến ngu người luôn rồi đây chứ? Quán quân? Chiến thắng ở ngay trước mắt rồi. Là đội trưởng của chúng tôi quán quân nên giải đấu cốt đương nhiên tôi với anh rồi. Phải đó anh Vàng à, anh xem. Anh đã dẫn dắt các anh em một đường xong tôi đi. Khi nào đó quán quân thì đừng có quên chúng tôi đi nhé. Đây là... Vâng hả? Vâng hả? Nghe Trần à? Ở hiện tại có vẻ rất thú vị. Có rất nhiều khán giả đều muốn biết tại sao phải thiết kế như vậy à. Chúng tôi đã thiết kế một ải trong tháp cao vô tận. Có thể khiến cho nhóm người chỉ nhìn thấy sự việc họ muốn xảy ra. Nhất sâu trong tiềm thức. Thiết kế như vậy có ý nghĩa gì không? Mục đích của cô không phải là để chọn ra người chơi lợi hại nhất ư? Ái này mục đích là để khảo nghiệm ý chí của người chơi. Nếu như không thể chống lại được hấp dẫn trước mắt, sẽ vĩnh viễn không thể nào trở thành king of game chân chính. Hồi vậy em chơi cầu lông có được không? À không thành vấn đề, chỉ vì em quá đẹp thôi. Ở chỗ này chính là thiên đường mà. Không em ấy nè. Đây. Cái nhiều cô gái đẹp thế này đấu điếc cái gì chứ, chẳng quan trọng gì hết. Các người... Đồng ý với em, ở lại bên cạnh em có được không? Bà xã, anh thực sự rất nhớ em. Nhưng... lấy người đã mất để ra đùa cợt đúng là có hơi quá đáng rồi đấy. Vợ ái thành công nhận được 1000 tích điểm. Chiến đội nữ giới
Cơ cơ chiến thắng, đây chính là lần đầu tiên chiến đội nữ giới giành được ngôi vị quán quân trong giải đấu Open. Đội trưởng à, chị là hại quá đi, chị mất đi mất thùi đi nào. Buổi tối cùng đi uống rượu nhé. Không được, chị tầm còn phải tham gia hội họp vì tớ. Có rất nhiều cô em xin trai ngưỡng mộ chị làm đó. Cùng danh chức quán quân với GG với bạn bè, đúng là mơ ước bấy lâu của mình đó nhờ. Vợ ái thành công nhận được 1.000 tích điểm. Có điều tôi đã từng thấy bạn bè thực sự rồi, họ hoàn toàn không như là cái đám giả tạo cái người. Nhà vãng, con đàn tục lắm. Chà, đợi thêm mấy năm nữa thì năng khiếu và âm nhạc của con nhất định sẽ vượt qua cha. Có điều cho hy vọng là vẫn có thể đi làm những công chuyện con muốn làm hơn. Thật sống dữ. Vợ ái thành công nhận được 1.000 tích điểm. Cái gọi là ái vô vị này chắc là chỉ có thằng ngu mà trúng chiêu thôi nhỉ. Giảng, giảng hà. À, có đồng đội lợi hại như thế này thì lại có nhiều thân thuộc hại như thế. Quán quân cờ chắc chắn là của mình rồi. Cái gì? Tại một cách đơn giản như thế, ông đây cứu hết tiền lấy người của cậu rồi đấy. Vậy là cái chết mà người ta là fan của anh đấy. Không thể không nói hiệu quả của phần thần này đúng là rất giống thật. Xem ra sử dụng tấm thẻ này trước khi bước vào căn phòng quả nhiên là lựa chọn chính xác. Con dê thế tội, thế hiệu quả. Sau khi vào sử dụng thì người sử dụng sẽ bước vào trạng thái ẩn thần, đồng thời tạo ra một phần thần không có khả năng chiến đấu. Tiên thể nhất thơm, ta ghét nhất là cái kẻ nào đâm sâu lưng của người khác đấy. Những con quái vật này hình như hơi yếu thì phải. Xem ra tầng này chỉ cần phải giải được ảo giác là không còn đâu khó gì rồi. Vừa ái thành công nhận được 1.000 tích điểm. Không biết những người khác có thể vượt qua ái này hay không. Đó chính là cửa ái của tầng thứ tư. Chào mừng đến với tầng thứ tư. Mơ cùng tử vong. Trong mơ cùng, số lượng HP của người chơi sẽ không ngừng giảm đi. Giết chết người chơi khác có thể bổ sung giá trị sinh mạng của bản thân. Tới được cửa thứ ba trong trung tâm mơ cùng thì có thể lập tức giành thắng lợi. Mong rằng các người chơi hãy cố gắng. Lại là một ai cố dũ người chơi tàn sát lẫn nhau. Cái trò chơi này đi đâu cũng thấy ác ý nhờ. Tôi qua rồi là tùy máu. Lần này được cứu rồi. À, xin lỗi nhé người anh em. Nếu như không giết cậu thì lượng HP của chúng tôi sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Bà, hả? Mày đã đếm cái gì vậy? Đếm ngược cho cái mạng nhỏ của mình đi à. Hai, cái thằng này giá vừa giờ việc ngon ngon biến thành HP đi. Một, ôi cái quái gì thế này. Tiếng nước chảy lẫn như thế chẳng lẽ hai người bọn mày không nghe thấy à? À, có điều người có thể sử dụng được dòng nước chảy kêu này để tấn công chắc cũng chỉ có cô thôi nhỉ. Chào mừng cô về đội chù. Chào cậu. Hả? Anh là cái thằng mé nào? Cậu ấy là Elite, là bạn học của tôi. Không ngờ lại gặp nhau ở đây nên tôi bèn tôi đội với cậu ấy luôn. À, cái tên này rất hợp phù hợp với cô. Úi à, đừng có nói như vậy mà, người ta ngừng làm đó. Ây da, có điều Vàng Hà, anh hơi chậm thì phải. Tôi còn tưởng anh sẽ gom over ở ái trước cơ. Cái lời áo giác nhàm chán đó thì người chỉ cần hơi có não một chút là sẽ không bị lừa mà, có đúng không?
Alice suýt chút nữa đã bị lừa đó. Không đâu, không đâu. Alice cô có thể tới được ai này đã rất là lợi hại rồi. Ôi anh Vạn Hà, anh thật là một chàng trai dịu dàng. À, không biết hiện giờ anh đã có bạn gái chưa? Ở chuyện này tôi... Chà, anh cũng hút gái ghê nhỉ. Chứ bạn hẹn hò với Alice luôn đi hà. Cô ấy là một cô gái rất tốt đấy. Hiện giờ không phải lúc nói chuyện này. Chúng ta vẫn nên mau chóng tìm cách ra khỏi mật cung này thì hơn. Trong mật cung này cũng có một quy tắc được gọi là tì phải, gặp phải, ngõ cục. Chỉ cần cứ mang theo bên bờ tường phía bên tì phải là có thể mở ra khỏi mật cung. Có điều diện tích của mật cung này cũng quá lớn. Hơn nữa lượng hấp bị của chúng ta lại không ngừng giảm đi. Nếu chỉ dùng cách này thì thừa và chỉ tuyệt đối là không đủ dùng. Chuyện này cứ giao cho tôi là được. Không ngờ tấm thẻ này là phát huy tác dụng vào lúc này. Thiết bị không người lái, thẻ đạo cụ. Hiệu quả triển khai một tiếu bài bày không người lái, thời gian duy trì liền 30 phút. Chỉ còn có thể lấy được bản đồ ở trong mờ cùng, thì tầng này sẽ không còn khó khăn gì nữa. Kỳ địch mở sao mơ cung này phức tạp quá vậy trời. Cứ thế này thì dù có lấy được bản đồ thì cũng không thể nào tìm thấy đường ra. Để đây cho tôi. Chỉ tới trình độ này thôi sao, tôi đã tìm thấy đường thoát ra khỏi mơ cung rồi. Thật cái giá vậy, nhìn phát thấy đường ra luôn á. Yên tâm đi, ở trường học thi tiếu nhàn bản là thiên tài quỳ, được công nhận đó. Hôm rồi, lượng HP của chúng ta đều không còn nhiều nữa. Không sao, chỉ là trò chơi thôi mà. Được làm quen với cô tôi đã rất vui rồi. Hơn nữa, cô... À, tôi cũng rất vui đi được làm quen với anh. Tối máu dự bị của tôi à. Ý, đây là... Cầm bậy bị mất. Cháu nhà vãn có lợi hại tại đấy. Không ngờ ngay cả chỗ nào có bẫy cô cũng tính ra được luôn à. Tính toán sơ qua một chút là cho ra kết luận được thôi. Khu vực xuất hiện cầm bẫy là nơi được sắp xếp theo dãy Binaxi. Cứu tôi ra ngoài. Được thôi. Sao anh không biết Thường Hòa Tiết Ngọc gì vậy? Cô ta bảo cười tôi cứu cô ta ra ngoài thì tôi bèn cứu cô ta ra thôi. Tuy rằng chỉ có được có một nữa. Tình cảnh sắp vào việc đó này anh rất thích lắm. À, thế thì thật lòng cảm ơn cô đã hết. Nhưng nếu như sắp xếp theo dãy bị Fibonacci thì còn bởi phía sau cũng không phải chỉ càng ngày càng ít ư. Bởi vì cầm bẫy ban đầu sử dụng để loại bỏ một phần người chơi. Cách nữa cửa ra mưa cùng càng gần thì tốc độ già máu sẽ càng nhanh. Sẽ càng bức thiết phải giết người chơi khác được kéo dài sinh mạng của mình. Cẩn thận. Cố kỳ địch. Không ngờ đây lại gặp tôi máu ở đây. Đúng là may mắn quá mà. 5-2. Bọn mày chết chắc rồi. Năm đến hai à, tình huống thế này hình như ta đã từng gặp qua. Nhưng mà... Cái đồ mỡ con gúng lông này xuất hiện từ bao giờ thế này? Không hổ là chàng trai Elite, nhìn trúng, lợi hại lắm. Cô cũng không yêu nhỉ? Chỗ này chính là cửa ra mơ cùng mưa. Thế nào, tôi đã nói rồi mà, có mắt kính thấu thị của tôi rồi. Thì chúng ta sẽ tìm thấy cửa ra mơ cùng nhanh thôi. Hả? Lại? Một đám con mồi nữa lại tới rồi.
kia là hai đứa hấp là xài thiêu đốt các người thành tro bụi đi thế nào? Thì chết đi. Đây, tao nhớ ra rồi. Bọn chúng là thiên hùng và lập sầy ở trên bàn xếp hành tiền điểm, chưa một đồ sát người chữ khác. Ôi, mày biết chúng ta cơ à? Sợ cái gì chứ, chúng ta đông người cùng sông lên. Ờ, vậy thì các người tới cùng chơi với chúng ta một ván đi ha. Hình như là hướng cửa ra mà cùng, sẽ nói chuyện gì vậy? Thú vị đấy, qua đó xem là biết ngay thôi. Mấy người anh em này, mấy người này là anh giết à? Ôi, người ta sợ lắm, muốn anh và ăn ủy cờ. Con thờ chút, bọn chúng đã bị pháp thuật hề hỏa cường đồ cào giết chết. Cẩn thận. Thế ẩn thần là có thể nhận được hiệu quả ẩn thần trong trạng thái khi chiến đấu. Sau khi tấn công hiệu quả sẽ bị giải trừ. Phản ứng nhìn đấy. Cẩn thận một chút, gã đàn ông đó nhìn có vẻ không yếu đâu. Ôi anh bạn à, người ta là lần đầu ấy có chút khẩn trương. Khẩn trương còn khí, chuẩn bị đi, sắp đánh nhau rồi kìa. À, người ta nhớ ra rồi, cái gã đó chính là Vạn Hà. Ôi, tôi kiếm tốt như vậy rồi mà vẫn bị mấy người nhận ra tôi hả? Là Vạn Hà đứng đầu bảng xếp hạng tích điểm ư? Ôi, không hổ là người đàn ông mình thích quá nhưng là rất hiền tốn. Người ta hoàn toàn không nhắc tới cái chuyện này. Thứ gì đấy, nô một. Bảng xếp hạng tích điểm. Trên người chắc chắn là có rất nhiều đồ ngon nhỉ? Gặp được con mồi thế này, vận mày của tao, thế là không tồi mà. Trên đồ trên người của mày là của tao hết. Muốn thì tự lấy tới mà lấy đi. Muốn đón tới người đàn ông của tao nhắm trúng à? Phải bước qua sát của tao trước. Alice, đừng. Tập 75. Nè, cô không sao chưa? Sao có thể? Ngay cả Alice thì cũng không phải là đối thủ của gã ư? Ngày xưa mất rồi, cô đấm này của gã này sao mà cứng thế? Nếu như tôi nhớ không lầm thì hai cây này hẳn là cao thủ trên bảng xếp hạng, không giống với những kẻ chúng ta đã gặp trước đó. Đây chính là tấm thể của tao, năng lực cơ thể nuôi đá. Cơ thể nuôi đá có hiệu quả là có thể khiến cho người sử dụng biến thành nhầm thạch cương rắn, tăng sức mạnh tấn công và khả năng phòng ngự, thời gian hiệu lực càng lâu. Thời gian khuôn đào sẽ càng dài. Cho dù mày có là đầu một bản xếp hạng tới điểm, thì chính diện gặp tao thì cũng chỉ là một con đường chết. Bọn mày đã chuẩn bị xong để chết chưa? À, ấy, trong mày thế này thì sọc áo ta nổi luôn. Khốn kiếp. Số tấn công lại vô cùng cao. Cơ hội. Khả năng phòng ngự lại khò trường tới như vậy ư? Cái gọi là nâu một bản xếp hạng tới điểm đi sao? Thật khiến người ta thất vọng đấy. Anh giận hả? Alita, cô không sao chứ? Em đỡ được anh rồi. Không xong rồi. Ấy ấy ấy, trên đó ngọn lửa sao băng của bên sai cơ à? Đồ chơi thú vị lắm. Thật sống dữ. Hai người sao rồi? Xin lỗi nhé, tôi đứng dậy không nổi rồi. Yên tâm đi. Tiếp sau đây tôi sẽ cần cô giúp đỡ. Yên tâm, không phải chỉ có một anh mới có biết chiếm được Soulfly.
ta và lời xây phối hợp với nhau là sự bù đắp khuyết điểm, bọn mày chắc chắn phải chết. Xong lên đi. Tấn công không khác biệt. Bất ngờ lắm có vậy không? Cơ thể của Tàu không những phòng ngự cao, mà nứt lửa bất sầm, mà còn càng đánh thì càng mạnh trong nhiệt độ cao nữa đấy. Tổ hợp của chúng Tàu là vô địch. Nhóm thịt phối hợp với lửa nóng, tạo thành hiệu quả 1+1=2. Cũng phục bổ mày nghĩ ra được chiến thuật thú vị như thế đấy. Ngay cả vũ khí cũng đã bị hủy rồi, mày còn không chịu nhận thua. Nhưng mà tao cũng đã phát hiện ra nhược điểm của bọn mày rồi. Con dám giờ mồm, chịu chết đi. Ngay lúc này. Cái gì? Thật sống dữ. Tao còn tưởng là chịu gì cơ, thì ra lại là phun nước à. Bị lửa nóng đốt lâu như thế, lỡ con bị làm lạnh nhanh, cơ thể như nham thạch của mày ấy, sẽ xảy ra biến hóa gì đây vậy nhờ? Đây làm sao có thể? Mày đã làm gì cơ thể của tao? Tao đã nói rồi, bất cứ ai cũng có được nhược điểm thôi. Đúng là khả năng phòng ngự của mày rất biến thái, nhưng mà cũng chính vì thế mà mày hoàn toàn không né tránh đòn tấn công pháp thuật. Tao lợi dụng điểm này để giằng co với mày, để cho đồng đội của mày có đủ thời gian làm nóng. Nóng nở lạnh có nhiều lần, chứ dù mày có mạnh đến đâu đi nữa, thì thời gian lâu rồi cũng sẽ càng ngày càng siêu thôi. An nói là sử dụng cả đi. Dù có như thế thì tao cũng có thể thịt mày trước. Thế sao? Nhưng mà bây giờ mày đã chậm hơn vừa nãy nhiều lắm, hơn nữa con rất giòn. Sớm trường thường đi. Cúc nở hoa. Giường. Cố ra ở bên kia. Ai nói là không có đầu thường thì đâm không chết người chứ? Rồi xem, tôi đã thắng rồi nè. Đừng có mà quăng đi quăng lại như thế, ui bẩn chết đi được nè. Tiếp theo chỉ còn lại con nhóc phóng lửa kìa. Chôn mất rồi à? Có vẻ con nhóc kìa có thể ẩn thần. Chắc là vừa nãy nhân cơ hội hỗn loạn thì chuồn đi rồi. Không sao, nó chỉ có một mình thì không đáng sợ. Xem thử chiến lợi phẩm là gì trước đã. Mấy cái địch mở thớ mà còn chưa chết á. Không hổ là vạn hà nào một bán sớp hàng tới điểm. Nhưng mà mày đừng có đặt ý. Dù mày có đánh bại tao, nhưng mà ở những chiến khu khác thì tao vẫn là vẫn còn những cao thủ mạnh hơn tao. Nào một bán sớp hàng tới điểm chẳng nói lên điều gì. Không cần mày phải vậy. Thế sao? Thế có cái này. Máu lùi lại. Khôn kiếp là từ bào sao? Không kịp đánh gãy nữa rồi. Đây là cái gì? Phong cách làm màu này nếu như mình nhớ không lầm. Gió nổi lên, chỉ trong khoảng khắc máu như hoa. Quả nhiên là cái tờ nối chị nhất. Đến phái theo ba mẫu cầu bà bốn bà kia. Kệ xuất kiếm, giá nguyên kiên thái, Nohara Kinta, là tên của ta. Là cái nào? Đừng có xúc động. Nohara Kinta, người này rất mạnh. Trước kia mình vẫn luôn không có cơ hội để đánh trực diện với anh ta. Giỡn hả? Chính xác. Ngươi bị thương, nhân lúc nghi nàng ta không màng. Sao tôi cứ có cảm giác gã này trẻ trâu kiểu gì vậy nhờ? Đã ghét là bị người ta làm mau trước mặt rồi. Ngươi còn yếu, đỡ ngươi mạnh lên ta tự chiến.
À này anh gì ơi, hướng anh đi là hướng ngược lại rồi. Cái tên đó rốt cuộc là tới đây đó làm cái gì vậy? Đừng để ý những cái chuyện này nữa. Dùng thuốc chữa thương trước trời lấy chứ đi. Em đã không sao nữa rồi. Không ngờ anh lại quan tâm tới Alice như vậy. Người ta cảm động lắm đó. Ấy, người đẹp cô là ai vậy? Đó chính là hình dạng vốn có của Alice. Hết cách rồi, ai bảo người ta rút phải cái tấm thẻ này chưa? Hình thái cơ bắp thì hiệu quả. Hiệu quả người sử dụng có thể bước vào trạng thái cường hóa cơ bắp, cơ năng của cơ thể tăng vọt. Sau khi chịu tổn thương ở mức nhất định, hiệu quả sẽ biến mất. À dạ, không biết anh Vàng Hà thích hình thái nào của người ta hơn nhỉ? Người ta đều có thể hợp mắt anh hết á. Ôi đâu được mà. Giờ xuất phát tôi. Ấy tôi là chúng ta đi về phía trung tâm mơ cung thôi. Mối lấy nào? Trung tâm mơ cung số người tới nơi hiện tại không? Xong luôn. Mà chết người ta rồi. Quả nhiên trực tiếp phá tường mới là cách tuyệt nhất để phá ra bản đồ. Anh chỉ mới nghĩ ra cái cách này được cách này thôi à. Chúc mừng ba người chờ Alice, Châu Nhàn Mãn, Vàng Hà đã tới trung tâm mơ cung sớm nhất. Hiện giờ chính thức đã tiến hành đêm ngược, nửa tiếng sau sẽ đóng cửa bản đồ. Trong khoảng thời gian này thì các người chơi tổ đội trong nhóm 4 người chuẩn bị tiến vào tầng tiếp theo. Chú ý, trong trung tâm mơ cung của tất cả người chơi được miễn dịch sa thường. Quả nhiên, quy tắc của tầng này vẫn giống hệt như trên đây, nhóm 4 người à. Xem ra nội dung vòng đấu tiếp theo chắc là tiến hành theo phương thức tổ đội. Người chơi tới nơi này trước hẳn là có ưu thế tỷ lệ lựa chọn được đồng đội mạnh cao hơn. Chính xác, thông thường mà nói thì tốc độ tới đây càng nhanh thì nói rõ trình độ của người đó chơi càng cao. Ví dụ như chúng ta, em thấy ba người chúng ta đã đủ mạnh rồi, không cần có thêm đồng đội mới làm cái gì. Không, có một người tôi rất muốn anh ta trở thành đồng đội của chúng ta. 27 phút sau, tìm đồng đội đây. Hai thiếu hai, ít nhất thì phải có hai tấm thẻ bài vào đội. Có anh đẹp trai nào lợi hại tôi đối với người ta không? Bảo người ta làm gì cũng được mà. Người đẹp bà có còn đồng đội không? Hình như ba, mọi người chỉ có ba người. Tôi có hai tấm thẻ rất lợi hại đấy. Không cần đâu, phiền anh tránh ra một chút. Anh đang cản trở tôi phơi nắng đi. Hơn nữa anh không thể nào lợi hại bằng Tiểu Hà Hà của người ta đi đâu. Chỗ này lấy đâu ra mặt trời chứ. Còn 3 phút nữa, cái người anh đợi vẫn chưa tới sao? Sắp rồi, ta đã ngửi thấy mùi của anh ta rồi. Mùi gì thế? Cái đệt mỡ. Hoa anh đào từ đâu ra vậy? Chuyện gì thế này? Đường xa xôi, chấm chớ hành trình, hoa đã tàn. Cái thằng dở người này là ai thế? Nhà thơ sao? Làm màu kia này tao cho 10 điểm. Không sai, chính là cái mùi của tên làm màu này. Đồng đội anh muốn đợi chính là anh ta. Đây, Nohara Zan, có ứng thuốc tôi đối với chúng tôi không? Chúng tôi ba thiếu một nè. Không cần thiết, một mình ta là đủ rồi. Còn một phút nữa sẽ kết thúc quá trình tổ đội. Người chơi chưa đủ tổ đội 4 người sẽ mất đi cái tư cách dự dạy. Hả? Tìm ra không thể không tìm một đội đồng ngũ rồi. Hơn nữa nếu như anh tổ đội với tôi có lợi ích cho anh lớn đấy. Cậu cứ nói lợi ích ở đâu, ta nguyện nghe. Nếu như chúng ta tổ đội với nhau, vòng đấu tiếp theo sẽ không trở thành kẻ địch. Chắc anh cũng không muốn trở thành kẻ địch của tôi sớm như vậy đúng không? Nói có lý, tạm thời tổ đội không vấn đề. Hợp tác vui vẻ. Kế hoạch đã thành công. Thời gian đã kết thúc. Chuẩn bị kết quả tuần tiếp theo. Người chơi tổ đội đủ 4 người. Chưa đủ thì sẽ mất đi từ cái tư cách để dự dạy. Ở tiệc mà tôi không cam tâm. Trời đố kỵ hồng nhan mà. Mà các đội ngũ tự chọn một cánh cửa rồi tiến vào cửa ải cuối cùng của tháp cao vô tận. Chúng ta đi thôi.
Đây chính là cửa ải cuối cùng rồi. Chào mừng mọi người đã tới với ải cuối cùng, lồng giam tự dòng. Quy tắc của tầng này vô cùng đơn giản. Mỗi đội sẽ phái ra một người chơi tiến vào lồng giam, tiến hành diễn đấu cho đến khi toàn bộ người chơi của một đội chết sạch. Đội còn lại sẽ nhận được tư cách lên cấp. À, thì ra là solo à. Vậy thì chẳng phải chúng ta sẽ thắng chắc rồi sao? Chú ý, người chơi tư vọng bên trong lòng, giam tự dòng. Cho dù sau cùng tiểu đội người đời, người chơi đó có trực thuộc, có thắng hay thua thì đâu sẽ mất đi cái tư cách. Trò chơi không ngờ lại còn có quy tắc này. Vậy người chơi trên sàn trước sẽ gặp phải bất lợi trước rồi. Chính xác, người chơi lên sàn trước rất có thể sẽ trở thành hòn đá cờ chọn cho chiến thắng của cả đội mà thôi. Đặc biệt là người đầu tiên muốn lấy được một địch bốn thì vào cơ bản là chuyện không thể nào. Ban tổ chức đã đặt ra quy tắc như vậy chính là đã khiến cho nội bộ tổ đội xảy ra mâu thuẫn trước khi vòng đầu diễn ra. Dù sao thì mọi người cũng chỉ là đội ngũ lập tạm thời, sẽ không ai bằng lòng hy sinh bản thân để thành toàn cho chiến thắng của cả đội ngũ. Mời các tiểu đội chọn ra một người đầu tiên lên sàn trong vòng một phút, nếu không thì cả đội sẽ mất đi tư cách trò chơi. À, tôi là người đầu tiên. Xem ra tiểu đội của chúng ta hình như có chút khác biệt rồi. Ta ra trận trám liền bốn người, chuyện nhỏ thôi. Dù gì thì anh cũng là người tôi mời nhập đội, sao tôi lại không biết ngại để cho anh đánh trận đầu được chứ? Người đầu tiên cứ để cho tôi đi. Vạn Hạ, anh yên tâm đi, tôi chính là người trời lớn phải thắng tới tận ải cuối cùng, sẽ không tiêu đời ở đây đâu. Vậy không hổ là người đàn ông mà nhầm chúng đẹp trai quá. Cái tên này quả nhiên là nội dung của cô ấy đầu tiên, cô ấy cuối cùng hoàn toàn không có thay đổi gì cả. Chiến vật mà thôi. Tây Hạ, Tashiro Kuyo 24 tuổi là một ninja. Ồ, là ninja cơ à. Biết thế thì đã để cho Nohara Kinta lên rồi. Samurai đối với ninja nhất định sẽ rất thú vị. Sau không sai, sau khi đánh bại người, tự nhiên ta sẽ chiến với hắn thôi. Nhẫn thuật thuật ánh phân thân. Hả? Rõ ràng chỉ là hiệu quả thêm bài. Nhẫn thuật kia còn khỉ, xem nhiều Naruto quá nào đó nên nên nói như vậy có phải không? Giác ngộ đi, người không thể nào đối phó được với bộ số phân thân của ta đâu. Chú tiệt, vội thôi, sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ bị đại quân phần thần của ta chôn vùi. Ta sao đánh bại phần thần lại không có phần thưởng tích điểm chứ? Vì ta muốn có lợi dụng mì đã farm điểm thôi mà. À, cái gì? Nói rõ như vậy thì ta chỉ còn lãng phí thời gian vì mì thần nữa. Tôn bố tiêu diệt hết đi. Vận tiến tề phát. Sao có thể chứ? Đại quân phân thân của ta là bị tiêu diệt toàn bộ trong nháy mắt ư? Môn đồ phong vì ta, dù sao thì cũng phải phóng ra đại chiêu địa bảo thiên hoàng, thần la thiên chinh cái gì đó chứ. Mi nên về nhà tu luyện chăm chỉ thầm đi. Không ngờ tới chứ gì, tên đó cũng chỉ là phần thần, ngươi phải tu luyện thầm là ngươi mới đúng. Sao có thể chứ? Giữa trò mèo trước mặt từ quả thực đúng thực là múa rìu qua mắt thợ. Đánh bại kẻ địch nhận được 500 điểm tích thần. Trận thứ nhất kết thúc cũng nhanh quá nhỉ. Thằng rối hời đi cấp lầy ninja quả nhiên chỉ có kết cục làm nên cho kỳ khác. Vừa rồi chỉ là khởi động làm nóng người mà thôi. Ta mong là mày đừng để trận đấu này quá nhàm chán. Cái đợt mở làm thì cái thằng khôn ngầu này đi. Tiểu Hà Hà đẹp trai nhất mà. Thiên Hạ mới cùng có chức. Thật Vạn Hà độc chiếm 8 đấu rồi. Dù có lợi hại thế nào gì nữa thì 1 đến 4 cũng không thể nào. Cái tên vừa nãy chỉ là một quân cờ đã nhử môi mà thôi. Tao thấy thực lực của mày chắc cũng chưa chắc mạnh tới như vậy đâu.
Thế thì tao sẽ cho mày thèm chiêm ngưỡng một chút thực lực của tao vậy. Nếu như chị trốn tránh thì sẽ không thắng nổi tao đâu. Ngây thơ quá đi. Tao đoán là trận đấu trước mày nhất định là chưa dốc hết toàn lực. Trên người mày hẳn là một quần át chủ bài chưa dùng tới nhỉ? Đương nhiên rồi. Mày thấy thằng nào mà chơi tiến lên vừa vào trận đấu quốc hai cái quần hai ra chưa? Thì tốt quá, chú mày của mày giờ sẽ là cô tao hả? Đó là thị cô tao mày lấy được tới lúc nào thế? Tiền tí bất giờ hiệu quả, hiệu quả đánh cấp một lá bài chưa sử dụng cùng một tiểu bắt buộc tới gồm, đồng thời cưỡng chấp phát động hiệu lực của lá bài. Đó chính là năng lực từ thi bài của tao. Chẳng trách mày lại muốn dụ tao đánh giáp la cà thì ra để trộm thể của tao à? Giờ tao sẽ sử dụng quân ác chủ bài của mày, tự tay đánh bại mày. Ê mày chờ tì đã, hình như tấm thể đó là... Giờ mới cầu xin đã quá muộn rồi, phát động thể bài. Tự bạo thể đạo cụ. Vật phẩm dùng một lần sau khi kích quả thể bài có thể xảy ra vụ nổ mang tính hủy diệt. Hả? Tự bạo... À trời ơi, bắt đầu đếm ngược 19 vãi. Rồi, chuẩn bị nổ tung rượu. À, tiệc mà có chết thì ta cũng phải kéo mày thành đếm lưng. Ôi mày đừng có qua đây. Nhớ thôi, khoảng cách này đã đủ gần rồi, hóa thành tro bụi cùng tao đi. Anh ơi, tiêu rồi. Anh ta không sao. Cũng mấy mượn đồ thẻ cơ thể nuôi đã. Tôi cho Alex tăng cao khả năng phòng ngự. Nếu không thì vừa rồi đã tiêu đời thật rồi. Chuyện này cậu phải nói sớm chứ. Hãy tới giờ có mình à? À người ta quên mất mà. Chẳng lẽ mày không được mẹ dạy là trộm đồ của người khác là không đúng mà. Đến bài kỳ địch nhận được 500 tích địa điểm. Cái chết lãng xẹt. Tiếc quá đi. Không ngờ anh Giang Hà lại có thể đánh bại cái địch giới như giờ như thế. Anh ta đã dùng khá thì rồi. Vẫn còn hai kỳ địch chưa rõ năng lực. Hai trận đấu còn lại thì e là không lạc quan thế đâu. Ý dạ anh đẹp trai lợi hại quá đi à. Nếu như đánh nhau, người ta nhất định là nếu đánh nhau. Rồi người ta nhất định là không đánh lại anh. Có điều có thể đồng ý với em một yêu cầu nhỏ không? Chỉ còn anh đồng ý thì người ta sẽ bằng lòng nhận thù luôn nè. À đương nhiên rồi, yêu cầu của người đẹp anh chưa bao giờ từ chối hết á. Thật ra thì người ta chỉ là một live streamer muốn tham gia giải đấu để tăng chút lượt người xem mà thôi. Cùng cho với người nổi tiếng như anh nhất định là cơ hội để gia tăng độ nổi tiếng. Giá người của em này cũng ngon nha, thì ra là streamer à. Muốn nổi tiếng hơn bằng cách này á? À đồng ý đi mà. Follow xong rồi nói tiếp. Nói thì nói vậy, nhưng mà hai người chúng ta cũng không thể hết chỉ đứng không ở đây thôi được ha, đúng không? Đương nhiên đó là chìm được đông người xem hơn. Chúng ta cũng chơi một trò chơi nhỏ nhỏ ha. Chúng ta chơi đón kéo búa bào nhé. Thua một lần cởi một thứ trên người thế nào? Tuy tôi không biết cô đang âm mưu cái chuyện gì, nhưng cô cũng quá xem thường tôi rồi. Cô tưởng tôi là sẽ đồng ý vì cô vì hầm mà sắc đẹp ư? Cái lỗi yêu cầu thấp kém này của cô, tôi hoàn toàn không thể từ chối. Tin đừng, đừng có đồng ý điều kiện nhàm chán này của cô ta chứ. Đánh nhanh việc còn đi. Cứ nhìn hắn ứng phó ra sao, đừng có vội vàng. Mau muội. Anh cũng muốn nhìn quá chứ gì. Cái đồ giả tạo. Kéo búa bào. Lượt đầu tiên tôi đã thắng rồi. Cởi mau. Cái thì cởi, đừng có vội vàng mà. Ôi cái địch mở cởi thiệt kìa. Giang hậu có lên. Đây là lần đầu tiên tao cố giấu cho mày đó. Ôi tao xong rồi còn bạn. Cố lên. Hỏi các anh em đang xem lời chim của tôi hôm nay sẽ tặng phần quà cho mọi người. Mau lên đi, nói nhiều quá. Phải tiếp từ từ sau. 5 phút sau,
Cứ thế này tiếp tục thế này thì tôi sợ sẽ xuất hiện cảnh tượng bị làm mờ nào đó đấy. Người ta chẳng còn thấy sao cả. Có anh đẹp trai thì kỹ thuật đón kéo bố bào hơi kém nhỉ. Mày, tao thất vọng về mày quá. Mày đón như hết đấy. Đau mắt quá đi. Cục, tao muốn xem gái đẹp cỡi cơ. À, tiếp một giải trí công này kết thúc rồi. Chúng ta nên chính thức bắt đầu cuộc chiến thì hơn đấy. Cuộc chiến chính thức đã bắt đầu từ lâu rồi. Nhìn dưới chân anh đi. Cái gì? Đây là cát lún. Không sao. Không sai, thế mạng của tôi có thể hình thành cát lún không thể tránh thoát. Có điều bố trí cạm bẫy này còn không ít thời gian để chuẩn bị. Cho nên tôi mới cùng chơi anh một trò chơi nho nhỏ để kéo dài thời gian. Chờ tiền mặt càng lún càng sâu rồi. Giỏi thôi, anh càng giấy dụa thì chỉ càng chết nhanh thôi. Cạm bẫy này tôi đã bố trí xong cả rồi. Không chỉ là anh đâu, nhưng mà đối thủ còn lại, tôi cũng sẽ chôn vùi tất cả bọn họ. Tiểu Hà Hà được kết thù ở đây mà. Người ta cũng muốn vừa ái với anh đó. Yên tâm đi, cái tên đần đó không phải dễ thua như vậy đâu. Nó một bàn xếp hạng từ điểm. Chẳng phải cũng không qua được ái mi nhận của bà đi sao? Hả? Cái kia là... Người đẹp à, tôi thấy nhiều rồi. Ái này của cô hoàn toàn chả là cái thá gì cả. Cả mấy của cô chỉ là thứ vật vãnh. Ôi đừng mà, tôi không muốn thua. Đến bây kỳ địch nhớ được 500 điểm tích lũy. Cái tinh đần này lúc nào cũng làm chuyện dư thừa. Chính vì cái tính cách khiến cho người ta còn sao hiểu thấu này mới khiến cho Tiểu Hà Hà trên nịch mớ người như vậy đó. Tuy là trận cuối cùng rồi, nhưng mà thời gian còn đồ của những thẻ này dùng trước đó còn chưa kết thúc. Chứ biết chừng sẽ là một cuộc ác chiến đây. Là nhóc à? Không ngờ là ta có phải không? À, thế còn tưởng lại thì đó là thủ hạ bài tướng. Đừng có tưởng rằng tôi không biết trải qua ba trận đấu vừa rồi, thế ba trong tay của người đã dùng gần hết rồi. Lần này tôi nhất định sẽ báo thù cho Thiết Hùng. Bản thể của kẻ địch không mờ mạnh, chỉ còn bắn trúng một mũi thôi là giải quyết được vấn đề rồi. Ủa, đâu mất rồi? Quả nhiên đối phương có thể có hiệu quả ẩn thân à. Hóa trong suốt thể hiệu quả. Hiệu quả sau khi sử dụng, người sử dụng sẽ trở nên trong suốt, kéo dài một khoảng thời gian. Ngay khi gặp phải bất kỳ một tổn thương nào, hiệu quả trong suốt sẽ bị giải trừ. Nói như đánh solo thì mới tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ sở hữu thế bài này là ta. Ôi sao lại thế này? Trang thế ân thần còn dùng được thẻ? Phạm quy quá rồi đấy. Nếu lệnh thì nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp đối phó có phải không? Có cách rồi. Vận tiễn. Không tốt nào. Hắn không thể nhìn thấy mình có đúng không? Tề phát. Sao lại có chiêu thức thế này chứ? Bắn trúng chưa? Ôi má nó chưa. Vẫn hà. Ngọn lửa quá mạnh rồi, ngay cả chiếc áo kia cũng không bảo vệ được anh ta nữa. Ôi Tiểu Hà Hà, anh ấy chẳng lẽ là anh ấy chết rồi? Xí chút nữa thì ra bắn trúng ta rồi. Đáng tiếc là vận mày cũng là một phần của thực lực trong này. Ta thắng chắc rồi. Cái gì? Sát thương cao thời đấy. Nếu như bị cò thầm phạt nữa, e là ta đã tiêu đời rồi. Có điều ta đã nhìn thấy mi rồi.
Không thể nào, mình cũng duy trì trạng thái ẩn thần mới đúng. Nhưng tại sao lại nhắm về hướng mình chứ? Nhất định là vừa rồi phóng kỹ năng đã để lộ vị trí. Hắn chỉ giả vờ giả vịt mà thôi. Hắn không thể nào nhìn thấy mình được. Game over. Mì đã thua rồi. Tại sao mày lại nhìn thấy ta? Ta chẳng nhìn thấy nhóc đầu. Sở dĩ là có thể bắn trúng nhóc là bởi vì ta nhìn thấy dấu chân của nhóc thôi. Đó là bài cát đã để lại từ trận đấu trước. Mì lại có thể phán đoán được vị trí của ta nhờ vật dấu chân in trên cát. Chẳng lẽ chuyện này cũng nằm sẵn trong kế hoạch của mì không? À, thật ra ta cũng tình cờ phát hiện ra thôi ấy mà. Hả? Đoàn tí không thể báo thù cho Thiết Hồng. Có điều, đây cũng là một trò chơi thú vị. Đánh bại kẻ địch nhận được 500 tích điểm. Vòng đấu đã kết thúc. Chúc mừng Vàng Hà, Chu Nhàn Vân, Alice, Nohara, Kenta thăng cấp thành công.